Chào mọi người, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ. Chúc mừng các anh chị, đây là buổi gì? Buổi học thứ đầu tuần mới. Chào cô chú đi nè. Và các anh chị. Các anh chị. Nay Na đi học nha. Tên gì? Mua kim bách cho Na, cho Su chứ lộn. Trường của em Na rồi. Na nãy khóc nhè, kêu là Na không đi học. Chèo trường té nha. Na mới mua đôi dép á, đôi dép bông. Ôi té xuống đi. Xuống đi lại con gà ngồi kìa. Hai đi lại xích đu đi. Té hả? Mẹ ơi. Ơi. Thôi đừng có đứng lên đó. Thấy xích đu ngồi không? Không. Không hả? Chơi. Thôi không có chơi cầu trượt, dơ á. Cầu trượt ướt á, lại con gà ngồi nè. Rồi, đó. Đây nè. Nghỉ một tuần luôn, hơn một tuần luôn. Nghỉ hồi thứ sáu tuần trước. Tới hết nguyên một tuần luôn, hôm nay đi học lại. Tính ra nghỉ gần 10 ngày luôn á. 10 ngày luôn chứ gần cái gì trời, 10 ngày luôn. Vô lớp đi nè. Đi vô lớp đi. Đi vô lớp, tới giờ rồi. Chơi nhở? Chơi nãy giờ đã rồi. Sở gì? Này mày để dép đây nha. Rồi đi. Nghỉ học lâu quá rồi. Na nghỉ học lâu quá rồi. Nghỉ nhà quá, nghỉ 10 bữa luôn. Cà cô dẫn vô kìa. Chơi dẫn hết chơi rồi mẹ. Na giỏi nhé không? Rồi đi chơi bạn nè. Sáng ăn khoai lang mọi người ơi. Sáng mua 3 củ khoai lang với 3 củ khoai từ 15.000. Bữa giờ lâu lắm rồi không ăn khoai lang lại. Hôm nay ăn khoai lang. Giữ hang chưa được một tháng. Mày thấy tay gọn không? Gọn. Bụng xẹp nhanh ha. Đúng xẹp. Nhanh lắm, phải thức đi từ lễ là được. Lên. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay sẽ cắt tóc cho bạn thì đẹp hơn một ở bạn thì chi nha mọi người. Chưa được một tháng luôn mà đi cắt tóc rồi đó. Mấy ngày nữa nhiêu. Bốn năm ngày nữa là sao? Có tiện làm giờ, kiểu đẹp làm luôn giờ. Nhưng mà chán chết mà.
bên nó cứ rủi ầm ầm mình trong này làm ở một cục buồn. Thế người ta làm rầm rầm mình mà ở một cục. Mới sửa cái đầu của bà Chi xong, nhìn gọn gàng hẳn luôn, mát mẻ sạch sẽ, đầu không có rẻ. Tự nhiên bị sốt mọi người ơi, cô giáo điện thoại, cô giáo kêu là Su bị sốt, giờ em sẽ lên trường rút Su về. Trời ơi, Trang sốt hả? Trang là nó bảo hiểm nè. Tưởng Su chưa có ăn cơm nên là ghé mua cho Su thêm hộp cơm nữa, mà Su cũng ăn mọi người, nên là giờ em phải ăn cơm, cho thuốc Su uống rồi. Xong rồi Su lên trên phòng Su nằm rồi. Ở một đống chén xong, dọn dẹp cái bếp nó sạch, nãy nó hôi rình luôn mọi người. Nó hôi từ chiều hôm qua luôn á. Chiều hôm qua lúc mà làm gì ta làm lòng á mọi người, cái nó bị hôi. Xong em mới rửa dọn dẹp cái bếp sạch luôn, lau tường luôn. Lau luôn bếp ga. Nói chung là rất là bóng, rất là sạch. Su đi đổ rác rồi. Xong giờ là em sẽ đi rước con đèn Thị Na. Kêu Su ở nhà mà Su không chịu, Su nói Su khỏe rồi, Su muốn đi rước con Bành Thị Na nay lâu rồi, mấy bữa rồi. Su không có đi rước hơn 10 ngày, Na không có đi học, không có rước nó, giờ muốn đi rước nó. Ok, muốn đi thì cho đi. Su hết bệnh rồi, Su nói là Su bớt nóng rồi. Bớt nóng, Su có bớt nóng rồi. Hello, xin chào các cô chú của các chị. Giờ Su với mẹ sẽ đi rước con Bành Thị Na. Bành Thị Phúi Na. Giờ cũng trễ chứ không sớm đó Su hả? Yeah.
nhỏ nước được. Cháu nà này ốm kìa, bọn nó vừa mất theo cái đít luôn rồi. Ná lại mẹ nè, ná đây ôi cháu dinh dưỡng làm cho em ly bí đao anh Chen ơi. Mẹ đi lộn chip rồi, chạy đi xô ăn cơm, xô ăn cơm sườn, ăn xong vô uống sữa uống thuốc nha. Na phải thằng canh lắm. Cho lê kìa, ăn đi Quỳnh. Thôi nè, nó ăn hết chén tô cháo rồi, giờ nó ăn xin thêm cơm của chị Xu, nó ăn hết chén rồi, giờ nó ăn thêm một miếng nữa. Ăn thì ăn, bỏ mẹ ăn ra đại đi, cắn cắn Xu vô duyên nhanh, kệ ta điệu ta kệ ta vô duyên. À, Sụ vô Sụ lấy thêm 1.000 để trả tiền cho cô Đào, cô Hồng nha. Mới 17 nha. Cô Lan mua chó hả? Cho Quỳnh đi. Cho chị Quỳnh gì? Cho chị Quỳnh đi. Rồi cho chị Xu nữa. Cho chị Xu một cái. Rồi. Lấy đi. Rồi. Nhiều quá rồi, gọi được rồi, được rồi. Nè, Xu ăn đi. Xin em, mốt muốn ăn thì xin em, đừng có lấy dành của nó khóc. Nó cho mà, đâu có ham ăn đâu. Nè, bỏ vô hộp đi. Dạ. Bỏ vô hộp. Ừ. Đi giảm đi, để mẹ dục thôi. Bọn mình dù xa nhau anh ơi, nguyện nhớ hoài cho bao ngày tháng rồi con trai về thương. Làm biết rồi không đủ hai cái mỏ nó ra thì nó ăn. Ăn hàng gia kêu luôn. Lớp nhỏ nhỏ ăn rồi lớp nhỏ chị ăn nữa. Giờ ông Quỳnh nó đang cái rửa ở cái chảo nhà nó. Chỗ này nãy mới chập chân trời. Này nó không mặn với nhau mà. Đây là ngôi nhà của Quỳnh, toilet, phòng ngủ, giường ngủ, quạt, chứ lại chỗ để, chứ lại có ghét ở trên nữa. Giờ Quỳnh nó bắt đầu chỗ tài năng khiếu của nó. Thôi khỏi làm trứng đi. Nó chiên mì, xào mì nhào đường, cái món có tên là mì nhào đường. Rồi, thư giữ nữa rồi. Chúng ta sẽ giữ nó giữ sạch sẽ an toàn. Giúp có thể nhìn na kìa. Thôi bật hợp tấm điện cho ta đi.
nhà tao tốn điện cho bộ. Nghe cháu sinh hoạt. Vậy chúng ta sẽ nói dọn đi xong. Nào ơi là nào ơi, đứng nè. Nó tặng một cái váy nó rồi. Đi ở đây, đi ở đây. Chim. Dầu sôi. Nghe nè, nó có ê bỏ như đường nó mậy, có khi á hỏi là nó có thể đường kéo sợi ra á. Đây là phẩm nè. Làm gì đó? Hả? Làm gì đó đừng có quậy phá mà. Ê, nhìn nó dụng đồ của mẹ mày kìa. Hả Quỳnh ơi? Em sẽ ăn thêm hủ qua nha mọi người. Này chiều giờ không ăn gì hết trơn. Chiều giờ Su với Na ăn cháo dinh dưỡng với ăn cơm. Giờ Su với Na ăn thêm mì nữa nha. Có sức. Na nó quất một cái lòng đỏ trứng rồi. Dạ, ăn hả? À. Su cũng quất đây. Giờ nó ăn thêm trứng. Ngon quá. Ừ. Không ăn. Na đi qua ngồi kế với chị Su coi chị Su đút cho. Ăn. Cho chị Su thôi. Ôi cay quá. Nói gì điều này nói dữ trời. Ôi cay quá, nó mặn mặn nữa. Mẹ ơi, ăn hả? Ăn có trứng hả? Cái trứng nóng lắm. Mời mời các cô chú và các anh chị cùng ăn mì nha. Mẹ ơi, bỏ hả? Cái nước mì ngon kìa. Đúng rồi. Nước mì này nước mì ba miền của mọi người. Nhưng không ngọt ngon. Ôi, bà hơn, bà hơn. Ngon quá. Quên đi rồi, con đâu rồi? Quên rồi. Dạo này nó nói nhiều lắm, hồi nãy nó nói ôi cay quá, nó mặn mặn nữa. Ừ. Nè, nghe nói ôi cay quá, nó mặn mặn đi. Ôi, đâu á? Nó mặn mặn. Ừ. Ôi, đúng quá, nó mặn mặn nữa. Mày, Na đợt này nói chuyện quá trời. Mày ơi, đúng hả? Ừ. Mày nhả lục mấy trứng lắm. Mày ơi, cái mũ. Cho em miếng nữa. Cho miếng nữa. Rồi được rồi. Nè, tiếp nước không? Nước cao nữa hả? Quỳnh rồi. Quỳnh về. Quỳnh về. Quỳnh về à? Ừ. Ăn gì cay hả? Ừ.
nàng đổ mồ hôi luôn. Ngon không? Ngon. Ngon nè. Giờ nó tay lên nữa. Trời ơi. Cài cài á, chua chua cài cài mà nó ăn được á. Bắt luôn. Này nữa. Mày cũng ăn sạch luôn. Ăn rồi. Ăn rồi xong. Trời em ngon quá. Để mình rửa chén cái. Làm gì vậy? Ngủ chưa? Chưa ngủ mà làm gì nè? Nè, bận đồ gì chân Na giờ? Chị Na chu đáo quá chị Na. À, chị Su bận đồ dạy tay chân Na rồi. Chúc mọi người ngủ ngon đi. Mẹ ơi, đã dạ. Mẹ ơi, đã dạ. Ờ, tay của Na. Chúc đi, chúc cô chú đi. Cô chú. Và cát. Tay dạ. Tay của Na. Hả? Chúc các cô chú. Các cô chú. Và các anh chị. Nhanh lên. Và các anh chị, nó làm bộ nó ngủ thôi mọi người ơi. Và các anh chị. Đó, đó, ba chọn á. Chúc các cô chú và các anh chị ngủ ngon. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye. Bye bye. Mẹ ơi, tay dạ. Tay dạ. Tay của Na chứ tay gì? Tay dạ. Chúc mọi người ngủ ngon đi. Chúc mẹ ngủ ngon. Chúc mẹ ngủ ngon. Tay dạ. Cái tay của Na chứ tay gì đâu mà tay gì. Tự nhiên đợt này nó bệnh xong nó hết bệnh rồi nó nói chuyện quá trời luôn mọi người. Nó lành lắm, nói chuyện quá trời luôn. Đi đấy. Đi đấy hả? Đi đi. Không đi đấy hả? Đi đi. Cổng gì? Cổng về, kêu ai cổng? Kêu ai cổng đi. Nói đi, ai cổng? Ai cổng nè, nói đi. Đi đấy. Ai cổng? Đi đấy. Ai cổng nè? Đi đấy. Nè, đi đi.